Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Hiếu Hiền bị nữ danh hài miền Bắc chơi xấu, Quyền Linh và Dàn Sao bức xúc lên tiếng. Hiếu Hiền mới đây lên tiếng tố một nữ nghệ sĩ chơi xấu mình. Quyền Linh cũng bức xúc lên tiếng bênh vực người đồng nghiệp của mình. Vừa qua, diễn viên Hiếu Hiền gây chú ý khi chia sẻ bài đăng tố nữ đồng nghiệp đâm sau lưng mình. Dòng trạng thái rất dài nói về việc Hiếu Hiền bị vụ hát các C giá cao khiến anh bị nhiều người hiểu sai. Trên trang cá nhân, Hiếu Hiền viết, đây là điều mình luôn trăn trở mỗi cả gia đình yêu của Hiền nha. Chính anh cố đạo diễn Đông Hồng và gia đình anh cũng thừa nhận có một người chị diễn viên hài nổi tiếng đã nói về mình khi chính anh Đông Hồng có ý muốn mời mình ra Hà Nội hợp tác với phim của anh. Hiếu Hiền bây giờ nó kêu cách xê cao lắm mà bây giờ nó giàu nước bách luôn, mời nó chi nữa. Khi nghe xong mình chỉ biết cười khẩy cho xong và thấy nản lắm. Không phải chỉ riêng chị ấy không đâu, còn rất nhiều người như vậy. Muốn biết Hiền có làm giá và chảnh trẻ hay không thì có rất nhiều người làm chứng cho mình nhé. Đính kèm đó, Hiếu Hiền còn đăng tải hai ảnh chụp tin nhắn giữa mình với một người được cho là bầu show. Trong đó, đối phương tỏ ra khâm phục nhân cách con người Hiếu Hiền. Nam diễn viên bộc bạch với người này rằng, em chưa bao giờ làm giả hay chảnh chẹ bao giờ anh ơi. Dưới bài đăng của Hiếu Hiền, rất nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc khi anh bị chê xấu. Khán giả Việt đồng cảm với Hiếu Hiền vì tin đồn trời ơi đất hỏi đặt đến như vậy. Đồng thời mọi người cũng đồng đoán về danh tính của nữ danh hài nổi tiếng mà anh nhắc đến. Showbiz đầy rẫy thị phi, chuyện nghệ sĩ hạnh hoẹ chơi xấu nhau không phải là chuyện hiếm gặp. Mong rằng Hiếu Hiền không quá bức xúc vì chuyện này và sẽ sớm trở lại với cuộc sống hoạt động nghệ thuật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.